Chào tất cả mọi người luôn nha. Thì hồi sớm á, như cháu mình có đi thăm mấy cái bẫy, chính được cũng 2,5 kg rắn mọi người. Thì hiện giờ xuống cái khu đây, xuống cái khu ở dưới Thanh Nhung, đây cũng thuộc Thanh Nhung và Công Đông luôn, Thanh Nhung 1. Thì vô cái nhà quen này nè, lúc đó mấy chú cháu mình bắt trong đây. Nói chung bắt trong đây là rắn độc nhiều lắm, hổ sáp á, rắn độc á, nhà quen này nè. Lâu quá mấy cháu không có ghé đây, giờ ghé vô thử có con gì không. Nhà này không có ai ở nha mọi người, lâu dữ rồi. Chào mọi người anh em cái chú Bảy ơi. Rồi chào anh em luôn. Chú Mười đang sau này. Nhà là không có ai ở lâu dữ rồi mọi người. Đây là ấp Dương Hòa, xã Phước Trung, huyện Gò Công Đông. Chứ ông Phước Hoài Phước Mặt mấy cháu còn vô đi kiếm rắn thôi chứ không có phá phách gì. Giờ chút xíu mấy cháu còn ra. Nó bắt đây đựng cặp luôn nè. Ngay chỗ này đựng cặp luôn nè, dấu tích cồn nè. Đây nè. Như ngay chỗ đất thùng này nè. Không còn, dễ gì. Hết. Có lỗ đi. Gì? Ghê vậy. Nên lồi đã can nữa nè. Ôi cha. Chàng cái miệng lắng bóng cho chú ấy. Có thui, có đèn rồi mới thấy. Rồi lóc mất mới tiêu luôn rồi. Mẹ. Mẹ. Mẹ đừng hút bụi dưới á. Chừng coi chừng. Có hang là có nó về à. Về nó ở à. Nói chung cái nhà này nè là mấy chú cháu mình đi bắt rắn dưới đây, ta chỉ vô hoài luôn á, ta chỉ vô đây nè. Không ổn. Không. Không ổn thiệt. Rồi, lắp lại luôn. Đi ra. Ôi cha. Đầu ở đây cũng cầm rạp chữ ha. Ta lại qua bên bờ kia. Lý không? Nãy giờ mình đi lấy mình đi bẻ cái gì? Tọc nhãn lồng. Mọi người thấy không? Bóng luôn. Mấy cái gù này bị móc hết ráo luôn. Chỉ còn mấy cái bờ này nè, bờ này bờ mới.
cùng. Cùng rồi. Chú bay thấy gì không? Phát hiện rồi đó. Cây quá. Con cây một à. Con thấy cùng rồi, ngách lên thấy cùng rồi. Còn ngách này nè. Dấu hết thần dấu luôn. Mì cây nào cái nấy. Mì này là mì ruột vàng á hả? Ừ. Phải không? Dạ, dạ chứ mì, mì ruột vàng này nhiều. Ừ. Trời, dấu nè chú Bảy. Dấu còn được nữa. Dấu, dấu còn sáng luôn. Thấy không? Không lắm. Không, ta ta ấy rồi, ta nhổ rồi. Mấy cây đó chặt rồi. Ờ, mấy cái đất xốp xốp này đưa mày lên cũ cho mà thấy luôn. Khỏi chê. Khỏi chê. Chặt khúc khúc về chú bảy. Trồng. Xin luôn á. Xin luôn không? Làm cầm mấy đĩa. Mà đất của mình đất thịt không cứng nhắc. Đất... Có củ nhưng mà nó cứng á. Đất của mình sau này có củ mình đào xẻo luôn á. Không củ thôi, có củ cả nào đào. Mà mì trồng có củ là chắc trăm trăm là có củ là chắc. Cái cây này hả, nếu mà ra bụi một cái dở lên chắc không nổi, bụi chắc cả chục ký luôn có. Cây mì mình cầm tay luôn mà. Mình phát hiện cái cây đu đủ đực mà có mấy miếng à. Bữa giờ có nhiều cô chú anh chị điện quá chừng luôn, nhưng mà mấy cây này bây giờ hiếm quá hiếm mọi người, con đu đủ đực nè. Quá trời hiếm, đi kiếm không ra luôn. Có một cây nằm trong cái gòi nè, nhưng mà nó có mấy nhánh nè. Nó bị rụng hết, nó còn mấy nhánh. Vô cái dấu đẹp quá thằng. Hả? Vô trong đẹp, đẹp quá vậy. Ờ, phải đâu. Chà. Bỗng dữ rồi nha. Giống còn có lý. Hai ngách không hay vậy? Không biết không nữa. Nhấp đi tới rồi. Còn anh này xuống dưới chú Bảy á. Phải chẳng tốn bụi mì. Đừng đi lòi hai ngách luôn. Mày, đâu có đi. Ăn xuống dưới, coi chừng xuống dưới mấy ruộng luôn. Ui, con rít đâu vậy? Trời ơi, con rít trứng nó đẻ hay gì nè, nó đẻ rồi. Con rít nó bự cỡ. Ui dồi. Trên đâu nè. Gọi củ cậy. Hỉ vô con rít. Ui con rít. Trời ơi, con rít. Trời ơi. Trời ơi, hết thần luôn. Hết thần rít luôn, này bắt về cho gà ăn, tốt lắm mấy chú ơi. Con gà đá này ăn. Bởi vậy. Thôi, hay xì cho nó ra ngoài ruộng đi. Cẩu đồ tám chào lên. Mày. Chú Bảy phai mấy con rít lâm. Cốt của chú Bảy là mấy con rít hết á. Cái
ra ra phóng hoài là ra gặp thấy không biết sợ càng vô trong giấu càng giữ hang này cất lên rồi đi một cái bờ đó không còn một con chuột luôn á. Ừ. Lôi lôi cũ ra coi. Thôi nó không vô bụi của mì. Bụi của mì nó mua bụi của mì luôn. Hỏi đất này có ai mua bụi của mì luôn. Mua bụi của mì. Ba mét rồi đó. Con quấn. Tao đây con đội vô cái coi. Con quấn, con quấn. Hết biển. Thằng hốc chuối luôn. Nó đi xéo qua nha cho đó đó. Xéo qua cái cây mình máng cho mày. Chú nhỏ luôn á. Hôm nay tắm lỏng mà, không có hang nào. Còn đi xa lắm. Thấy đi vô đi qua vậy đi vô nữa đây bậy ơi không phải à, không phải phải rồi còn nãy con nói đúng rồi đi xuống dưới đó đó mấy cái gò này thì đó tao đi đặt bẫy cái bà ở mấy trên kinh bà tả hình dáng cái con rắn cái tao mua hết hồn là sao bự hả bự cỡ nào bằng cục vô hả quá là bự bơ cái bắp chuối của bà mà bả mập hả bả mập chà bá luôn rồi bắp chuối của bả bằng cái mình luôn á bà tả hình dáng hết hồn anh dáng thêm muốn đi về luôn hết muốn đi đào luôn
Sớm đúng đi đặt luôn. Nhiều khi người ta thấy người ta sợ á, người ta nói con rắn bự không à, mà thiệt sự. Mở gặp nó một lần là một lần nó lột da nữa. Con gì á, mới khịt khịt á. Khịt khịt hả? Ừ. Khịt khịt vậy là anh chàng rồi. Khịt là sáp á. Khịt khịt là sáp rồi. Rồi. Mất tiêu rồi. Tiêu rồi, mới nghe khịt rõ ràng á. Tới luôn. Thôi luôn, thôi luôn. Đi ngay chốc cái cây mít luôn à. Khách khách rồi mà chưa thấy mặt nó ở đâu hết. Quay rõ rõ cái nét cho mọi người anh em được xem này. Hàng đầu tiên luôn, hàng đầu tiên là lượm được cắn liền. Đi lên nhấp hay gì rồi? Nhấp lên nó là gì? Nếu mà ăn sáp là coi chừng sáp nó lột cái bờ đó hôm lúc lâu trước lâu dữ rồi đó. Rồi vậy đi lên nè, em đi qua không đi rồi đó. Sáp lúc trước nó lột cái bờ cỏ đó. Chù chà. Mọi người hàng dịp lép luôn đó. Dạ. Nước khe nó là gì vậy? Ồ, chắc gạo rồi đó. Chắc gạo rồi. Chắc gạo rồi. Mình nóng được lắm. Lầm đó, tới lầm đó. Chắc cú rồi mọi người ơi, con rắn này là con rắn độc. Nó khục khạch 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 là con rắn độc rồi. Nếu mà khác ở ngoài bờ là ăn ký khỏe đó. Ừ. Bữa nay lâu rồi bộ mấy tháng trời. Lọc hai lần da. Cái khu này nè là cái khu trên, cái khu dưới bữa mấy cháu mình đặt bẫy bắt 7-8 con vậy. Vừa đặt bẫy vừa đào luôn. 7 con hay 8 con vậy.
nó ở cái hang dấu cờ. Đâu ai lũ đâu ra cho em coi cái anh. Thấy lâu vậy. Mất rồi. Dữ thiệt. Mất tiêu rồi. Lâu quá. Thấy rồi mà khạch khạch rồi mà. Nãy giờ chưa thấy nó luôn. Hai cái độc đều. Ô la đó cái bọc thẳng ra đây cái nó quẹo lại. Hai cái bùng binh. Hai cái hàng sáp dữ dằn không ở ngoài đi đơn giản vô trong nó mạnh luôn. Trong lực tới luôn. Trời ơi. Vô trong đi cắm mù mù tí. Này nợ nhắc hay gì nè. Nếu quảng sáp rồi bào vô là phải một ký. Ký hơn một ký. Đâu rồi chú Mười? Một cánh quẹo lại. Coi. Đọc hết. Mấy cây tròn chu làm dấu để chút xíu đất này lớp xuống mất dấu liền. Ồ, mất hang liền. Nó nằm ngay bùng binh ha, chứ ngồi thọt cây vô nó khè. Cái đụng ngang bùng binh á. Hay lắm, nó rút hay lắm. Tiền nào tới đường cùng, hết đường nó đi. Mới chịu nằm ở đó thôi. Chứ còn đi đi hoài luôn á. Sáp nó ngộ lắm, mình đào vô rồi mình thấy hay không là ngay ngay bùng binh. Ngay bùng binh á. Mình thấy nó rồi mới bắt đầu rút đi. Mình lượt nó ra nó mới đào chứ. Coi. Đó, con nghe nó khè đó chú Mười. Đừng quay cho mọi người nha. Bây giờ mình hút cái cây rồi. Tùy á. Nằm ngay chỗ này rồi, xe cây như thế này rồi. Sắp tới rồi. Chạy đâu cho thoát chú Mười. Ê mặt trời. Dữ thiệt. Nằm xuống luôn, nằm dài xuống luôn. Chưa thấy luôn. Đó, con mút cũng có nữa. Thấy không? Thấy à? Thấy rồi phải không? Đấy. Đây nè mọi người.
sáp vàng, sáp vàng. Dạ. À. Rút ra, rút ra. Rồi, lấy cấp lỏng đó. Ê, hai cái đuôi luôn tao coi. Gì? Đó. Gì? Hai cái đuôi kế bên đó. À, hai cái đuôi. Đó, đó, đó. Rồi, 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 rồi. Rồi. Rút vô, rút vô, rút vô rồi. Hai con luôn đó. Hai con, thôi, hai con một cặp mọi người. Vô lúc rồi. Một cặp rồi. Hai này, hai bữa mì thì sao ta? Mình sáng từ từ vô anh bắt được nó không? Nãy ở đâu đây còn nhắc đi nữa nè. Hai cái đuôi luôn. Đập một thiệt. Cặp luôn. Chốc bị vô mảnh lại. Lúc con quay vô nó không thấy ta. Ha ha, không để ý. Tại cái cây mình dài lắm, mình kéo ra mình nhìn cái màn hình nó hơi bị xa. Không để ý. Gần gần nhìn vô dễ thấy. Vô cái hang đầu tiên mình làm được một cặp rồi. Làm được chưa? Đây nè. Thấy chưa? Thế một con đen, một con vàng hay gì ta? Con chú mười. Nước dính. Mình xuống tới nước luôn. Nè. Ủa. Làm gì dòng lên tới. Sấm sấm da bồi nè. Nè, cây nè. Ôi. Được ha. Không luôn. Không được hả? Chưa cách khác. Rồi nó tổ lên đây nè. Tổ nó hả? Tổ đây nè. Chọt 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 cho lên đó luôn chú Bảy. Lú đầu rồi nè. Chọt 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 cho lên đó luôn đi chú Mười. Nó đậu, đậu chút xíu rồi ta. Con này ai biết hả? Con này con nếu cái nè. Nếu nó ngoài bờ là phải từ một tí tới lên á. Ừ. Lên nữa đi chứ. Ừ. Hai con nó quấn rồi, có con Vinh rồi. Hai con nó đang yêu nhau trong hang á. Mà mùi lụm nó tú rồi. Ê, 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 cũng được mà chú Bảy. Con này con trọng chú Bảo. Nè, thấy không? Nè. Ôi giời. Nè mọi người. Đây nè. Đây nè, đây nè, anh đây nè em. Anh đây nè. Con này không phải con ngoài bờ mà. Ờ. Không phải. Nó khịch nè, nghe nó khịch không? Như nãy sọt cây vô là lúc ngang binh là nó khịch. Cái con ngoài bờ phải là một ký trở lên. Còn một con nằm đó hả chú Mười, chú Bảy? Bắt con này đi chú Mười. Bỏ cái đuôi đó. Bắt cái này đi, bắt con này đi. Đây đây con cầm cho. Coi. Đây đây. Được không? Chú Bảy bạn xử lý được không? Từ từ để đâu. Con này rút mất tiêu luôn rồi ta. Đó, thấy nó bản không? Không, không thấy. Lúc nó mất rồi. Nè. À, sao nó còn một binh trọng nữa em á. Mọi người thấy không? Đã ghê không? Con nhỏ. Này đâu phải con về bờ đó đâu. Con này nhỏ xíu hả? Con này chắc cũng sắp bị lạng chứ gì. Ừ. Có đó hả? Con ngoài bờ phải là nó là bây giờ là phải từ một ký với hơn ký.
Thấy không? Thấy cái đuôi mới rút nữa rồi. Giữ đi. Đâu kia ta? Thôi để mình lấy cái túi mình bỏ con này vô trước các mọi người ơi. Lấy túi. Con kia bắt ra thì mình quay tiếp cho mọi người xem. Nhìn chú bạn. Bỏ con nó vô. Cầm chìa hoài. Nguy hiểm. Con rắn đó là con rắn độc á mọi người. Con đó có độc á nha. Máu sáp. Cho con chích vô, cho con chích vô. Đầu lắng lắng chút xíu đi. Ra. Cái móc đâu rồi? Thôi hai con cỡ à. Con này cũng xíu à. Cho ra đi. Con này bự không? Con này cũng cỡ con kia à. Hai con cỡ à. Hai anh em đi chung à. Con ngồi bờ bự lắm rồi ta. Rồi. Múc cái tay sao chọt tới ông. Nè, được hả? Trời ơi. Rồi buông. Buông nha. Rồi buông đi lấy ra. Ôi, lắm vậy đi chú chắc. Mày hại tao luôn, tao nghĩ chắc gãi con sống nó luôn á. Ai cười. Được không? Chứ nó không có ra, nó cà thục nó hoài. Dứt luôn cho chắc. Kẹt ngay trong này thì mới đau rồi chứ. Được không? Tài lanh giúp bạn mà không được nè chết. Trời ơi, rồi tài lanh giúp bạn. Tài lanh giúp bạn. Tài lanh hoài chắc cúng. Tài lanh đè cái đầu cho chú mười bắt luôn bắt không được nè. Điện tới qua bản đó bạn, nó qua bản đó, cái đầu qua bản đó. Còn trống. Không. Trời ra. Con này mất vệ sinh quá. Hớm là bẹt. Cái con này nó dòm thấy là như là cái da nó muốn lột cái gì ta. Em biết rồi. Ra nè. Ê, hai con cỡ. Bự hơn mày. Ơi, con này bự hơn. Này bự hơn. Đè đó. Đè đầu bắt cái luôn à. Người đi tắm luôn rồi. Người đi tắm luôn rồi. Tài lanh tài đẹp tài lự lấy cây đè đầu cho chú rồi bắt luôn, nó còn quá không được, cứng nhắc cái gối, cứng nhắc cái tổng luôn. Chú mùi nó mày hại tao rồi. Con này bự con kia, tắm rửa nè mọi người. Thôi chứt đi chú mùi. Hai con vàng không à, không, từ đừng nóng đó. Con này bự hơn con kia. Con này bự hơn. Con này chắc con này cỡ chừng 1,5 kg, còn con kia 1,1 kg. Trong bụng con này có mồi nè. Hai con. Ừ. Hai là tổng cộng hai con lại 1,5 kg mọi người. Con này trong bụng có mồi nè. Đây nè, nằm đây nè. Ăn chuột đây nè. Nói chơi vui thôi chứ con chở chừng 7-8 lạng mọi người ơi. Kệ nó có là ngon này. Con rắn này là con rắn cực độc nha. Rắn này là mình không có đùa giỡn với nó được. Đó, lấy cái cần luôn. Ê, con rắn kia bên cái bờ nó đâu mất tiêu ta. Coi chừng bên ta bắt rồi không chừng. Nhiều khi đâu phải một mình gài bẫy đâu chú ơi. Còn nhiều người gài chứ phải mình gài đâu. Nhiều khi người ta bắt rồi không chứ. Nó lột da ngang dốt cực kỳ luôn. Lột cái da mình đi xuống 3-4 lần bắt không được nữa. Là toàn bắt rắn nhỏ vậy không nè. Quyên một lứa mọi người. Ăn công phu chứ. Đi đó bọc ở đó quẹo ở đây. Nó quẹo toàn vô đây cái nó quẹo ngược lại đó. Cả 4 mét à. Thôi để lắp lại cái mình cần cái này cho mọi người xem nha. Phá này lại trồng cái mít nè. Lại trồng cái mít lại cho người ta mới được.
Mình lấy cái cân, mình cân con hai con này cho mọi người xem được nhiều. Ký tư 40g mà chú Bảy. Hai con này ký tư à, tại cái túi này 40-50g gì mọi người. Con được 7 lạng. Con 8, con 7 lạng, con 7 lạng mấy vậy đó. Con 8 lạng, ủa con được 7 lạng à. Mình theo mọi người, từ cho 40 gram đi. 40 gram đi rồi còn 1 ký tư. Ai nhà, cặp rắn nhỏ xíu hả? Bày nó con hổm này xuống đây bắt bày bày nhỏ nhỏ này cả đống luôn á. Con rắn nhỏ nhỏ mà. Như sáng mấy cháu mình đi thăm bẫy được 2 ký mấy nè. Dạ. Cái này thì rắn không độc, còn cái này thì rắn độc nha mọi người. Hai rắn độc ở đây, còn này là không độc, không độc một túi luôn nè. Sáng nè, tầm trọng sáng nhà hai cháu ba chú cháu mình làm gần 4 ký rắn. Có mấy bông à, rụng hết rồi, già rụng hết rồi nè, nguyên chùm bông đủ đực luôn rồi mọi người thấy không, nhưng mà rụng hết rồi, rụng bông hết ráo rồi. Kệ chút cây, xíu. Đu đủ gì, cây nào cái nấy đâu ốm nhát. Tông cái nữa. Chút xíu chút xíu đặt bạn mới về nấu nước. Nấu nước cho nấu nước để dành uống. Nghe người ta nói cái bông cái cây này trị rồi ba cái người ung thư rồi hay lắm nè. Mà nghe nói không, tại vì có cô chú anh chị điện xin mình á, bông đủ rồi nè. Điện mày biết cái gì không bạn? Gì? Cái trái nhận ra lòng mình đây á. À. Trị gì? Ung thư á. Phải không? Ừ. Cái trái nhãn lồng á hả? Ừ. Phải không? Cái bà kia bà bị thời kỳ cuối rồi đó. Ghê vậy? Mà bà đi, bà sao mà bà rớt xuống dưới vực á. Ghê vậy? Cái hình như là bỏ từng 20 bữa vậy đó. Mà bà ăn cái trái nhãn lồng không rồi sống hả? Ăn nhãn lồng đang... Ừ. Mà về không hả? Hết bệnh. Luôn mới ghê chứ. Ghê vậy? Ừ. Thật rồi. Phải không, đó bài thuốc đó đúng không đó chú Bảy? Đã, tao mới coi hôm nè. À, mình coi tính mạng hả? Ừ. À. Thôi thì gì mình coi vậy thì mình biết vậy thôi, mình nói vậy thôi. Còn cái đồ trắng lòng mình ăn buồn ngủ mà nội. Ừ. Thôi giờ mấy chú cháu mình nghỉ chút xíu. Bẻ bạn mới bông đu đủ nha mọi người, để dành để về nhà uống. Chứ nhiều là không có rồi. Bữa mình hái quá chừng mình uống phơi khô là nấu nước coi như gà vậy hả? Ừ. Đủ được này, lâu lâu mới thấy đựng cây chứ. Trời ơi, bữa mấy chú cháu đi kiếm, bà cháu đi kiếm thấy mộ luôn, được con mớ gửi cho bà cô, gửi cho bà lâu cô lâu ở trên thấy cây hai cây ở bên bên Bến Tre. Trời ơi, đi kiếm mệt luôn á. Nói chứ cái này hiếm lắm mọi người ơi, hiếm lắm. Thấy được cây là mừng dữ lắm á. Thôi giờ đi mấy cháu ngồi nghỉ mệt chút xíu mọi người. Có cây này trái nè. Rồi đó trái. Mà nó hư đây nè. Ừ rồi. Mấy chú cháu nãy giờ đi múc mù dưới kia luôn. Đào được cái hang giấu hết thân luôn. Mà không có rắn. Giờ mới đi ngược lên tới đây. Giờ chắc mấy cháu anh chú cũng dột về luôn. Thì bữa nay thành quả quy hồng ngày nay mấy cháu anh vừa đi thăm bẫy nè. Vừa đi đào rắn nè. Được thăm bẫy thì được 2,5 ký. Còn đi đào thì được ký mấy. Ký mấy được 2 con rắn độc mọi người. Bữa nay thành quả cũng được 2 con rắn độc. Thì cô chú anh chị nào muốn muốn ngâm rượu rắn á thì liên hệ cho mình nha. Số điện thoại mình có để dưới phần mô tả mọi người. Cần gì liên hệ mình. Ngâm rượu rắn giá cả hay sao liên hệ mình. Mình ship tới chỗ mọi người luôn. Thôi giờ chắc cũng kết thúc đây luôn. Chào anh em cô chú đi, kết thúc cho 70 ơi. Rồi chào anh em luôn. Rồi chào tất cả mọi người luôn nha.